Hello anh em, cái này mình lấy về mình rã nha. Khách nào lấy được cái gì không? Có số lượng nha. Lấy về mình rã thì khách nào, ví dụ như khách mua cái này, khách mua cái này, à, ví dụ như chốt hết thì mình gỡ ra hết mình bán nha. Hoặc cái bình này, hàng của Nhật nha. Hoặc cái này gì ta, quên rồi. Quá nhiều đồ nè, một bình nè. Có ống đầy đủ nha, hai nè, ba nè, ba bình nhé. Đồng hồ nè, áp 600 nha, áp 600, đồng hồ, bảng điều khiển, co, bảng điều khiển, bảng điện vào. Hệ thống dây đồng tản nhiệt. Quá dữ luôn. Khách nào chốt được món nào á, tính tiền cái chốt cái rã ra. Cái hộp điều khiển bên trong cũng rất là ngon.